Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta cùng trở lại tiếp tục với Đại hội Anh Hùng. Ngày thi đấu ngày 14 tháng 1 vừa rồi. Thì nhìn sơ qua vừa rồi thì Khải có để ý sơ qua hai cầu thủ, đó là một đường môn đẹp trai xéo tranh với 90 thằng chi. Và trong trận đấu này chúng ta cùng cho đợi xem liệu ai sẽ lên ngôi quán quân. Và trong trận đấu này thì đường môn đẹp trai ở nằm ở ban hội Thiên Đớ, và bên 90 thằng chi đang nằm bên ban hội Ba Miên. Và là những lùng đám đầu tiên cho đường môn. Có vẻ như thiên bàn cố gắng tiếp cận nhưng mà có vẻ như không được thành công. Và một pha chùy đầu tiên đến từ vị trí của 90 thằng chi, nhưng mà không thể nào kết liễu được đường môn. Trong trận đấu này chúng ta thấy rằng đường môn đẹp trai đang đánh cho mình những hướng thiên la khá chất lượng. Và pha vừa rồi chúng ta thấy rằng cao thủ 90 thằng chi xém tí nữa có thể knock out được đường môn. Và rồi quá đáng tiếc, nếu như cơ hội thêm một luồng đam nhỏ nữa thôi thì có thể 90 thằng chi sẽ kết thúc được đẹp trai này. Và đây là những tiếp tục những pha thiên la đến từ vị trí của đường môn đẹp trai. Hiện tại với cái sức tiếp cận đến từ vị trí của thiên bang thì anh ta đang cố gắng di chuyển liên tục, không tiếc một chút xíu nào gì gọi là thể lực. Tại đường môn đang đánh thiên la khá tốt. Vậy rồi sao đứng hình nữa rồi? What the hell? Đứng hình 3 giây rồi. Rồi xong. Pha rồi chúng ta có vẻ như là đường môn đã kết thúc được thiên bang. Phải rồi, Khải không đợi lắm nhưng mà thực sự là bị đứng hình gì đó. Xong rồi đường môn đã kết thúc thiên bang chưa đầy trong nốt nhạc này, mà thực sự quá bất ngờ, quá nhanh luôn em ơi, quá nguy hiểm. Và chúng ta xin chúc mừng cao thủ đường môn đã chiến thắng và kết thúc đại hội anh hùng ngày 14 tháng 1 này. Và phần quà cho anh ta đó là một tải thiệt kinh, một lá mực tịch và kèm với một bộ thiệt tinh và ba viên tinh hồng. Và phần thưởng lên đến hơn 2 triệu đồng trên ngày. Nếu anh em nào thích những trận đấu solo như thế này thì cố gắng truy cập ngay vào trang chủ công thành chiến sư .net và tải ngay máy chủ Phật Sơn Ký Sử New về. Đây là một trong những máy chủ mới của cầm máy chủ đồ xanh. Và hãy làm cho mình một account để đi solo hàng ngày nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em, kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.